Thưa quý vị, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 2024 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Hải quan Việt Nam đang tổ chức và chủ trì hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33. Hội nghị do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì với sự tham dự của 10 cơ quan hải quan nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Tại hội nghị này, các Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN đã cùng nhau thảo luận các nội dung mang tính kế thừa, tiếp nối thành quả của hội nghị lần thứ 32 tổ chức tại Thái Lan. Đồng thời, đi đến thống nhất một số nội dung quan trọng như việc ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực của khung tiêu chuẩn xếp của Tổ chức Hải quan Thế giới WCO. Hoan nghênh những tiến bộ tích cực của 6 nước thành viên gồm Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Singapore trong việc thực hiện chương trình thí điểm doanh nghiệp ưu tiên. Hội nghị hoan nghênh Myanmar là nước thành viên tham gia thứ bảy trong hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN và chính thức tham gia hoạt động trực tiếp của hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Thông qua hội nghị, Hải quan ASEAN khuyến khích tất cả các nước thành viên tăng cường nhận thức, sự tham gia của công chúng để thu hút nhiều hơn nữa doanh nghiệp sử dụng hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN. Hội nghị cũng thống nhất hỗ trợ việc thực hiện nghiên cứu về cơ chế một cửa ASEAN thế hệ mới, vốn được coi là một trong những sản phẩm dự án kinh tế ưu tiên vào năm 2024 dưới sự chủ trì của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Hội nghị bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với các đối tác đối thoại bao gồm Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và WCO vì đã hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ các kinh nghiệm tốt nhất cho các quốc gia thành viên ASEAN. Cơ quan hải quan ASEAN đang nỗ lực hiện đại hóa và đơn giản hóa thủ tục hải quan. Tại hội nghị cũng diễn ra các phiên tham vấn với các đối tác đối thoại gồm phiên tham vấn lần thứ 13 với Tổng thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới, tham vấn cấp cao ủy, Tổng cục trưởng lần thứ 22 với Hải quan Trung Quốc, lần thứ 26 với Hải quan Nhật Bản, lần thứ 20 với Hải quan Hàn Quốc và lần thứ 8 với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Australia tại các phiên tham vấn này hải quan asean và các đối tác đối thoại đã cùng nhau trao đổi chia sẻ về những thông lệ tốt nhất cho công tác quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại đồng thời tìm kiếm các cơ quan hợp tác trong lĩnh vực hải quan đặc biệt là các vấn đề mới nổi liên quan đến tính bền vững hải quan xanh thương mại điện tử xuyên biên giới doanh nghiệp ưu tiên đấu tranh chống thương mại bất hợp pháp kiểm soát rác thải nhựa và sự luân chuyển các sản phẩm của nền kinh tế tuần hoàn Hội nghị đánh giá cao các cuộc tham vấn chuyên sâu và mang tính xây dựng giữa cơ quan hải quan ASEAN và hội đồng doanh nghiệp chung, đồng thời khen ngợi việc triển khai đầy đủ CO Form D điện tử trong khối ASEAN kể từ tháng 1 năm 2024 cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa EU, hội đồng doanh nghiệp ASEAN và các cơ quan hải quan trong việc giải quyết hoạt động buôn bán bất hợp pháp dựa trên khuyến nghị của GBC. Hội nghị nhấn mạnh rằng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan hải quan và khu vực tư nhân sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn và tăng cường lợi ích chung cho tất cả các bên. Hội nghị Tổng cục trưởng ASEAN đối với Hải quan Việt Nam thì nó có một ý nghĩa rất lớn là chúng tôi sẽ cụ thể hóa cái chỉ thị 25 năm của Bộ Chính trị về nâng cao vai trò của Việt Nam nói chung và có các cái cơ quan nói riêng trong đó hải quan Việt Nam trên thị trường quốc tế, đặc biệt là chương trình đa phương này để nâng cao cái vai trò của mình đối với cơ quan hải quan là chúng tôi sẽ tập trung trao đổi và chia sẻ các cái kinh nghiệm, đặc biệt là các cái kỹ thuật nghiệp vụ về hải quan để thúc đẩy việc tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại để cho dòng chảy hàng hóa giữa các nước trong ASEAN với nhau và đặc biệt là ASEAN với thị trường thế giới nâng cao cái vai trò về kiểm soát hàng hóa, đảm bảo cho hàng hóa uh, thông quan một cách nhanh chóng và đảm bảo về vấn đề an ninh an toàn hàng hóa, uh, tạo ra một cái môi trường cạnh tranh lành mạnh trong Asean và thúc đẩy cho Asean phát triển uh, mạnh mẽ trong cái cái, cái cái tình hình kinh tế thế giới hiện nay. Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch hội nghị tổng cục trưởng hải quan Asean trong một giai đoạn rất quan trọng. Khu vực ASEAN đang thay đổi rất nhanh trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, chuyển dịch sang tính bền vững. Tạo thuận lợi cho thương mại phi giấy tờ cũng là một hình thức hiệu quả giúp giảm phát thải carbon trong chuỗi cung ứng. Trong nhiệm kỳ chủ tịch của Việt Nam, tôi mong hải quan ASEAN có thể triển khai thực hiện thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên. Một lĩnh vực lớn khác là cải thiện trao đổi thông tin thương mại điện tử giữa hải quan doanh nghiệp, hy vọng sẽ đạt được trong nhiệm kỳ chủ tịch của Việt Nam. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ này, Việt Nam cũng cần làm việc với hải quan các nước ASEAN hoàn thành các kế hoạch chiến lược phát triển hải quan giai đoạn 2026 đến 2030, cũng như tầm nhìn trong những năm tiếp theo. Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33, Hải quan Việt Nam sẽ tích cực thúc đẩy giữ vai trò kết nối các nước thành viên để tiếp tục triển khai và hoàn thành các sáng kiến hợp tác quan trọng trong ASEAN về mục tiêu xây dựng một cộng đồng gắn kết, thể hiện vai trò vị thế quan trọng của ASEAN đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực tiếp tục đưa tiến trình hợp tác hải quan ASEAN đạt được những thành tiệu mới trong tạo thuận lợi thương mại khu vực, đồng thời đảm bảo kiểm soát tốt biên giới, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng thành công tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025.